Hello, xin chào các bạn đã trở lại kênh của Thắng Phạm nha. Hôm nay rồi mình sẽ đi thu hoạch xong rồi mình sẽ trồng nó lại vô đất để cho nó phát triển mạnh hơn nha. Cộng hành này nó nhỏ các bạn, nhưng mà nó thơm lắm.